Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người biết được cái tiến độ mới nhất của cái phân khu Zai River County One, dự án Zai Ga Nhà Bè. Như mọi người đang nhìn thấy thì Phước Sửu đang quay một cái cây cột điện rất là lớn phong cả nhà. Đây là một cái đường dây 220 kV đi ngang qua cái phân khu đầu tiên là phân khu 1.1 và có một cái dấu hiệu rất là tốt. Mọi người nhìn kỹ vào trên cái cột điện ha, có 4 đến 5 công nhân đang leo lên trên cột điện, chứng tỏ cái cây cột điện này là đang là đã được cắt điện rồi. Và ở dưới nè, mọi người nhìn thấy ở dưới cột điện thì có cũng khá nhiều công nhân đang cùng nhau hỗ trợ và tháo gỡ những cái đường dây điện này đi. Thì đây là một cái dấu hiệu rất tốt cho cái phân khu đầu tiên của dự án Zai River County One, bởi vì đã bàn giao tiến độ cũng hơn nửa năm rồi nhưng mà những cái cây cột điện trong những cái phân khu này chưa được bà gỡ đi và bàn giao gọi là nhà mà đầy đủ những cái tiện ích cho quý khách hàng. Thì hôm nay là có một cái dấu hiệu rất là tốt, tất cả các công nhân ở đây nè, họ đã là gỡ những cái đường dây đi và trả lại mặt bằng. Sắp tới thì những cái phân khu của dự án Zai Ga Nhà Bè sẽ không còn đường điện cao thế đi ngang qua nữa. Thay vào đó thì chủ đầu tư sẽ làm những cái đường âm bên ngoài của dự án để đưa những cái đường điện 220 kV và có thể nắn cái đường điện 500 kV đi thêm một hướng khác. Và sắp tới mặt bằng và dự án của Zai Ga Nhà Bè không tồn tại đường điện cao thế như nữa phong cả nhà. Theo như mọi người nhìn thấy trong video thì một cái tín hiệu cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn ngay quý nhà đầu tư và những cư dân đang hiện hữu trong khu dự án Zai Ga Nhà Bè này. Có nhiều tín hiệu để giúp cái dự án Zai Ga Nhà Bè sắp tới sẽ có mức giá tốt và có thể tăng giá trong thời điểm tới. Thì hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người bay Playcam và điểm qua lại những cái tiện ích và những cái cơ sở hạ tầng rồi cái tiến độ của dự án. Như mọi người đang nhìn thấy trên video thì đây là cái dãy shop house phải không cả nhà? Cái dãy shop house khá đẹp luôn. Và cái dãy shop house này đã được bàn giao là khoảng hơn 50 căn rồi. Một số căn thì đưa vào hoạt động và làm nội thất. Bên trong thì có hai clubhouse A31 và A32 thì cũng gần như là đưa vào hoạt động. Đặc biệt clubhouse A31 thì cư dân sử dụng khá nhiều, có một hồ bơi và những tiện ích rất là đẳng cấp ở đây. Tất cả những cái công viên nè, sát bờ sông, bên này bờ sông và phía bên phân khu 2 là Zai Edu County được chủ đầu tư mở rộng ra và làm bờ kè. Và xa hơn nữa là cây cầu Cống Dinh 1 và cầu Cống Dinh 2 đã sắp được đưa vào hoạt động và đường Nguyễn Hữu Thọ đi ngang qua dự án GS sẽ được thông xe nha cả nhà. Thì sắp tới cái đường đường Phạm Hữu Lầu sẽ mở rộng lên đến gần 60m. Rồi, đây là mọi người nhìn cái cổng chào của cái phân khu đầu tiên là phân khu Zai River County One. Trong đó có 60 khoảng là 350 căn thấp tầng. Và đây là một cái lớp house của phân khu thứ 3 đó là A32. Thì cũng đưa vào hoạt động và hiện tại là đang làm nhà điều hành của chủ đầu tư. Có hồ bơi khá đẹp và tất cả những công viên được chỉnh chu đầy đủ. Và ở đây như mọi người nhìn thấy thì cây xanh đã phủ rợp bóng và rất là nhiều loại hoa thi nhau đua sắc rồi. Thì là một cái dấu hiệu rất là tích cực và đưa GS Nhà Bè là một cái tầm cao mới. Khẳng định đây là một cái nơi đáng sống, đáng để đầu tư cho quý khách hàng khi mà lựa chọn tại nơi đây. Ở đây thì chủ đầu tư được có đơn vị quản lý và hiện tại là chăm sóc những cái cây xanh ở trong khu dân cư này là Savo, nên nhớ là ở đây thì được bảo vệ 24/24 nè, chăm sóc cây xanh rất là tốt, xử lý côn trùng và đặc biệt chăm sóc những cái tiện ích của dự án khá chỉnh chu. Đặc biệt về những cái dãy shop house và những
cái căn thấp tầng dọc theo dự án thì cũng có những cái tường rào đầy đủ, và ở đây thì quý cư dân thì cũng an toàn một cách hay bộ tuyệt đối, khi và là những cái bảo vệ được trực tất cả các chốt và luôn luôn tuần tra túc trực, làm cho một cái khu dân cư trở nên yên tĩnh, mát mẻ và được bảo vệ 24/24. Một số công viên như công viên Giác Quan sát bờ sông, rồi bốn công viên Xuân Hạ Thu Đông thì cũng đã trồng nhiều loại hoa khác nhau, và ở đây thì nhiều loại hoa cũng được rất là nhiều loại hoa nở. Đặc biệt ở đây có khá nhiều loại cây bằng lăng nha cả nhà, nhất là những cái cây bằng lăng này khá đẹp bởi vì nó có một cái màu tím trổ và xum xuê luôn, khá đẹp. Những cái mẫu nhà ở đây như mọi người nhìn thấy thì mang một cái dáng vóc và gọi là bán cổ điển, nên nó làm mẫu nhà này rất là sang và nằm sát liền kề những bờ sông, công viên trung tâm và những cái đài phun nước, giúp tạo nên Giai Gai là một cái nơi đáng để ở, đầu tư sinh lời, và đặc biệt là nơi đây có những cái tiện ích giống như là trường quốc tế Victoria, trường quốc tế Chadwick cũng sắp đưa vào hoạt động, giúp cho cư dân có nhiều tiện ích hơn để trải nghiệm tại nơi đây. Còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để nhận những cái giỏ hàng mới nhất, và đồng thời là trở thành một cư dân, những cư dân đầu tiên trở về ở của khu GS này, Nhà Bè này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.